Chào các bạn, iPhone 6 bước xuống mức giá 4 triệu là tín hiệu tốt cho việc 6S bắt đầu trở nên phổ cập hơn với người tiêu dùng. Và đối với iPhone, khi một chiếc máy càng trở nên phổ biến thì khách hàng lại càng phải cẩn thận bởi vì số lượng hàng qua sửa chữa, hỏng hóc cũng vì thế mà nhiều lên. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra chất lượng và tất cả những điều cần biết khi mua iPhone 6S. Mình sẽ bắt đầu với các loại 6S đang có trên thị trường hiện nay. Ngoài những chiếc máy mới brand new có giá hơi cao thì chúng ta có hàng cũ hình thức từ 90 đến 95%, hàng cũ 99% và hàng tân trang thay vỏ. Những máy khoảng 95% là những sản phẩm hình thức không còn đẹp như ban đầu, tương đối nhiều xước sát và có thể gặp ngay cả những chiếc máy bị móp nhẹ hoặc là bị va đập, giá cũng thuộc hàng rẻ nhất. Sau đó là đến máy cũ 99% là loại máy qua sử dụng nhưng mà không có xước sát, rất đẹp so với máy mới, và đây là những chiếc máy được mua nhiều nhất bởi hội tụ đủ hai tiêu chí, giá rẻ và chất lượng tốt. Cuối cùng, hàng tân trang thay vỏ là một trong những loại 6S đang dần trở nên phổ biến. Nguồn gốc của nó thường là từ những máy có hình thức cực kỳ xấu phải thay vỏ để dễ bán hơn. Hiếm khi nào mình thấy một chiếc 6S thay vỏ mà lại dùng vỏ zin, và 99% là dùng vỏ đến từ các bên thứ ba với chất lượng không đồng đều. Tất nhiên là với loại này chúng ta không còn khái niệm zin và chất lượng cũng hên xui hơn hai loại ở trên. Đối với những bạn nào không biết mở máy ra để xem thì kiểm tra hình thức cũng làm cho bạn yên tâm phần nào. Một chiếc 6S nguyên bản hình thức cần đáp ứng được các yêu cầu sau: ốc sắc nét và không có dấu hiệu của việc đã từng bị chọc ngoáy vào. Nếu nguồn gốc từ các cửa hàng thì phải có tem bảo hành dán đè lên ốc. Ấn vào các cạnh màn hình không bị vênh, cong, viền màn hình cũng phải cực kỳ khít với khung viền. Các chữ được khắc mỏng nhưng vẫn đủ độ sắc nét và không khắc email lên như là iPhone 6. Phím bấm này chắc chắn, mặt lưng mịn nhưng vẫn có độ lì. Và một chi tiết nhỏ dễ phát hiện nhất là lỗ loa, mic phải có đường cắt kim cương dù cực kỳ nhỏ. Và sau khi kiểm tra yên tâm về hình thức, các bạn có thể yên tâm hơn để kiểm tra một số tính năng khác. Một số tính năng quan trọng đấy là màn hình cảm ứng, các kết nối như Wi-Fi, 3G, Bluetooth, camera và pin. Và trước khi mua, các bạn nên yêu cầu người bán hàng cung cấp email để check nguồn gốc xuất xứ của máy. Trên mạng có rất nhiều website check free nhưng độ chính xác thì không phải là tuyệt đối. Để check chuẩn nhất thì các bạn sẽ mất 2 đến 30.000 tìm đến các dịch vụ kiểm tra trên mạng, họ sẽ check và đưa cho bạn toàn bộ thông tin về chiếc 6S đấy, ở thị trường nào, có nợ cước nhà mạng hay không, bản lock hay bản quốc tế. Còn nếu không, khi mà các bạn vào phần about, các bạn sẽ thấy được số model của máy. Tùy vào từng mã đuôi thì chiếc 6S thuộc các thị trường khác nhau. Ví dụ như là LL-A thì đến từ Mỹ, hay Z-A thì đến từ Nhật. Kết hợp với tra cứu thông tin của Apple thì các bạn sẽ tìm được ngày active, hạn bảo hành, check được máy có đang bị dính iCloud nào đấy hay không. Đối với quá nhiều thứ phải làm khi mua 6S trên thị trường như vậy thì mình khuyên các bạn nên tìm đến hệ thống lớn như di động thông minh thay vì mua lại của người dùng để tránh rủi ro không đáng có. iPhone 6S có nhiều chất lượng khác nhau và bạn nên thông thái để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Di động thông minh tự tin đem đến cho các bạn những chiếc 6S nguyên bản cùng nhiều ưu đãi nhất có thể. Đồng thời thì chúng tôi có một đội ngũ tester làm việc ngày đêm để kiểm tra chất lượng, giảm thiểu tỷ lệ lỗi xuống mức thấp nhất cho khách mua hàng. Cộng thêm các chế độ như bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày, hỗ trợ bảo hành toàn diện thì các bạn không cần phải lo lắng thêm bất kỳ điều gì. Bình thường mua máy các bạn sẽ được tặng một bộ sạc cáp Vicen chính hãng, còn nếu muốn mua bộ phụ kiện zin chỉ cần bỏ thêm 280.000 đồng, quá rẻ khi mà giá thị trường đang trên dưới 500.000 và độ tương thích bền bỉ của hàng zin bao giờ cũng tốt hơn. Cuối cùng, trong thời gian gần đây thì việc 6S lỗi pin trở nên rất phổ biến. Dấu hiệu nhận biết đó là tụt pin nhanh, sập nguồn kể cả khi các bạn còn từ 30 đến 50% pin. Và nếu mua ở ngoài, các bạn sẽ khó có cơ hội đổi trả. Riêng tại Diệu Minh, khách hàng được thay thế pin hoàn toàn miễn phí trong vòng 1 tháng đầu tiên sử dụng. Một chính sách rất thoải mái cho khách mua hàng. Và vừa rồi là tất cả những điều các bạn cần biết khi mua iPhone 6 cũ trên thị trường. Từ cách phân loại sản phẩm, kiểm tra hình thức, check nguồn gốc, xuất xứ cho đến chế độ bán hàng của Diệu Minh. Hy vọng là bạn sẽ tìm được cho mình một chiếc iPhone 6S cũ mà chất, và cũng đừng quên tìm đến Diệu Minh để có giá và ưu đãi nhiều nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.